Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Trời ấm hẳn lên khi vào buổi sáng thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 20 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Ban trưa trời hứng nắng dần lên, xua tan cái rét và lạnh của ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất vào trưa nay phổ biến ở mức từ 23 đến 25 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh vùng núi thì trời còn rét nhẹ, hầu hết các nơi nhiệt độ trên 16 độ. Riêng tại khu vực núi cao như tại Mẫu Sơn và Sapa, nhiệt độ vẫn còn thấp, duy trì ở mức từ 10 đến 11 độ. Tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay thời tiết phổ biến không mưa, trời khô ráo và nền nhiệt độ ít biến đổi. Thưa quý vị và các bạn, đợt thời tiết ấm áp ở miền Bắc sẽ chấm dứt trong vòng đêm nay vì hiện nay thì một đợt không khí lạnh đang trên đường tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ. Ngày mai thì bầu khí quyển trên toàn khu vực sẽ bị xáo trộn, thời tiết có sự thay đổi đáng kể, trời không còn tạnh ráo như ngày hôm nay nữa. Còn đêm nay thì tại các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của khối khí lạnh, mây nhiều hơn, trời có mưa nhỏ, gió có hướng đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4 có lúc cấp 5, đồng thời nhiệt độ không khí giảm dần. Trong tiết trời khá mướt kết hợp với nền nhiệt giảm nên trời rét trở lại. Vào lúc nửa đêm về sáng thì nhiệt độ ở mức từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Sang ngày mai, ngay cả thời điểm giữa trưa thì trời cũng khá rét với nhiệt độ ở mức dưới 22 độ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ do ít chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ cao hơn phần phía đông khoảng từ 2 đến 3 độ và mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Từ chiều mai thì không khí lạnh cũng bắt đầu tác động đến các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Đến chiều tối thì mưa sẽ lan dần xuống các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế và khiến trời nhiều mây, có mưa và nền nhiệt lại có xu hướng giảm dần. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hầu như ít biến đổi, trời vẫn phổ biến không mưa, ban ngày có nắng nhiều và nền nhiệt duy trì ở mức cao. Hầu hết các nơi vào thời điểm giữa trưa đều trên 30 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ xấp xỉ 34 độ, trời hơi nóng. Sự tăng cường của không khí lạnh không mạnh mẽ nên cũng suy yếu nhanh, do vậy nền nhiệt có xu hướng tăng chậm, trời ấm dần trong vài ngày tới ở các tỉnh miền Bắc. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa cũng giảm dần và nhiệt độ tăng trở lại. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, có lúc cấp 5 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 10 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, gió Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, từ chiều tối ngày mai chuyển nhiều mây, có mưa phần phía Bắc, gió nhẹ, sau có hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì từ sáng ngày mai 11 tháng 12, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ trưa chiều mai cũng bắt đầu có mưa và nền nhiệt giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.